Châu xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục mình chỉnh sửa một cây hẻ châu mà có nó dáng bay bay này các bạn. Cái này mình sao mình thấy nó đơ đơ hoài, họ nó phát triển. Mình gỡ ra mình nghiên cứu lại các bạn. Bên trong cái ổi nó lại gì? Sao nó đơ đơ vậy? Cái đó ra trái tốt lắm các bạn. Cái này mình sang chậu nó. Nó lên các cái nhánh mới thì nó phát triển, còn nhánh cũ thì nó không có phát triển. Châu này không phải dễ ăn nữa các bạn. Các bạn thấy gốc quá to. Đó gốc nó nè. Nó phải nhỏ đâu. Làm gì nè, nó khô các bạn ơi. Bởi vậy mình bỏ quên nó khô nè, nó khô cũng như là đấy luôn các bạn. Cây này nó phát triển không nổi do nó khô nữa các bạn thấy không? Trời ơi. Mình bỏ rồi mình không để ý, mình tưới này kia nọ. Cái này to các bạn. Mình đo thông số cho các bạn xem. Nó mình sợ nó cháy thì mình cũng thấy nè. Nhưng mà lát mình để vị trí mà nó gần gần nữa các bạn. Để mình biết mình tưới nó. Tưới nó thường xuyên. Để nó bị khô. Nó gốc này rất là to. Chăm sóc nó nhiều hơn. Cái gì cũng vậy đó. Cây hơn gì đó. Con cái cũng vậy. Cái nào mình chăm sóc nó nhiều hơn thì nó khỏe thôi. Dạng mình bỏ bê nó. Tỉa, cành, tỉa nhánh nó. Để cho nó đợt này nó ra qua, ra trái các bạn. Để cái thằng lằn mà nó ở luôn. Kỹ tới nước của mình nó quấn từ những giải luôn mà không tưới. Mình tưới các bạn, mình tưới nhưng mình tưới sơ qua đấy, tạt tạt cho thôi. Do đó nó không dáng nó bài bài các bạn. Bài. Chết cũng nhánh này dưỡng đã đời
mình được mấy cây bay bay các bạn, là mình rút kinh nghiệm là những cái cây trước đây á mình không quấn giải thì nó sẽ cháy ra, do đó nhờ mấy cây bay bay này quấn giải hết các bạn, và nó hạn chế được cái chỗ mình nó cháy cái da các bạn. Đó vậy mình sau này mình quấn giải hết. Mình hiện nay bây giờ là nó người ta hết nhận hàng ship rồi các bạn, đã hết nhận hàng ship rồi. Nó nứt nứt rồi các bạn, tát keo liền á, nó không có bị ấy quá, nó không có bị bỏ cành mà các bạn để bạn, nó không có bỏ liền đâu, nó không có bỏ cành liền đâu các bạn, nhưng mà để vài năm này tháng nọ tháng bây giờ nó tự nó bỏ, khi phát hiện nó bỏ nó héo rồi đó, là coi như cắt được rồi đó.
em làm kiểm lúc này các bạn. Bạn đang đi rừng đi núi rồi. Cây này trái cũng dễ thương lắm các bạn. Trái cũng to cũng đẹp lắm ạ. Bỏ quên nó khô nè. Và thấy nó khô, khô cái rễ luôn. Cây đến đây thì nói chung nó cũng sắp xong rồi các bạn. Mình giờ tha keo, mình chỉnh sơ sơ cái gốc lại nữa là xong. Đó. Những cái gì mình cắt mình tha keo các bạn. Đó. Cắt nhiều lắm á, cắt bỏ nhiều lắm á. Cây nó là mình chỉnh sửa mình cắt bỏ là nhiều các bạn. Nhánh á. Cái nhánh mà cái nhánh giữa các bạn, nhánh giữa phải là nhánh non á. Mình cắt mình bỏ nó. Cái nào cần để thì mình để, không ấy mình cắt mình bỏ nó các bạn. Bỏ để cho nó nuôi lại những cái cành mà nó già thì nó sẽ ra trái thôi. Đó. Làm thì mình cũng hiểu nó các bạn. Cái kiểu mà. Cái hải châu này các bạn á, nó nhiều cái nó cũng khó chịu lắm các bạn. Chứ không phải dễ đâu. Còn miếng da trên này không hiểu luôn, nó trâu không hiểu nó luôn các bạn, nó bị gì da nó vẫn còn, nhưng mình tha keo cho nó kẹt đá rồi anh em ta cạy ra các bạn, cạy ra trong cái này trong đá rồi ta cạy ra nó cắp da các bạn. Lát mình đo thông số lại cho các bạn xem. Rồi tạm thời là hết. Đó, mình tha keo hết rồi các bạn. Đó. Cái này mình sẽ đem ra ngoài nắng các bạn. Mình test. Test nắng lắm. Mình đo cái thông số nó cho các bạn coi ha. Xem ha. Sáng nào cũng phải làm. Làm được. Gốc cái củ gốc các bạn nè, quay củ gốc cho các bạn xem nè. Đó, cái củ nè, họ thấy không, củ rất là to so với cái ngón tay mình đi, rất là to nè, và thấy không cái củ nè, đó giờ kiếm có rồi các bạn, và thấy không cái củ nè, mình rồi để mình thấy các bạn, mình đo thông số mình quay lại cho các bạn xem. Cái góc này cái củ ở chỗ này nè các bạn. Bạn thấy không? Thấy 35 luôn nè. Đó. Tại cái mí trắng là bỏ nha các bạn, một phân là tính từ trong mí trắng. Đó. 35 nè. Củ á, cái thân nó thì nó không lớn các bạn. Cái thân nó 15 hơn chứ. Đây mình đo sát này khoảng 17 18 gì các bạn. Giờ vô chậu này chỗ có khô quá các bạn, khô dữ lắm. Do đó giờ mình phải nghiên cứu lại quay hết cho các bạn xem nè. Trên dưới dưới lên. Đây, quay trên xuống cho các bạn xem. Trên xuống nữa các bạn. Đó, bạn thấy không? Cái này cái dáng nó bay bay nha các bạn. Đó, dáng bay bay. Quay dưới lên cho các bạn xem. Nó hai thân lùa nhau. Cái này nói chung là nó cũng co lắc. Co lắc lắc lượn lượn thôi. Chơi thì chơi, gốc cũ thì rất là to. Đó.
những nhánh dài dài nó phóng lên nè, và mình cắt bỏ nè. Rồi tạm thời nó vậy các bạn, mình không biết sao sửa sao nữa. Lụa lụa có bông có trái chơi được rồi. Các bạn, lùa lùa có bông có trái chơi được rồi. Tết nhất tới rồi, kinh tế eo hẹp quê mình các bạn, nói chung là toàn cầu luôn chứ không phải dân người ta không có tiền các bạn ơi. Tao bán mai gì rẻ rề, mấy vàng gì gốc thì hoành chừng 30 mà 1 triệu nó tới 4 cây luôn các bạn. Đó. Bạn thấy không? Rồi mình kết thúc clip nha các bạn. Để kỹ các bạn, gốc quá to luôn. Bây giờ tìm không ra đâu. Đó, cây bè bay thôi, đây mình làm cái nóc này các bạn, cái nóc đây. Đó. Giờ chơi cỡ này thôi chứ giờ tìm lớn nữa không có. Cũ này 30, nếu mình đo ba mấy mình đo lại coi. Đo mới đây nhớ gì đó. Mình đo mình quấn vô các bạn nè, đo cái cũ nè 35 các bạn, cũ là 35 cây giờ kiếm cũ 35 thì cũng thơ kiếm. Rồi tạm thời nó gốc rễ đế rễ rồi nha các bạn nè, rễ nè, rễ chịu có nè, nó bên đây rễ nè các bạn, rễ nè, đó, củ rất là to. Rồi mình kết thúc clip. Cái này giờ miễn cưỡng tới có trái là bà xã tàn là chơi lên chứ không có quấn kẽm gì nữa.